Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Vì Sao Thế Kiến Thức Thú Vị. Cảm ơn vì các bạn đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Các bạn thân mến, có lẽ bất cứ cặp vợ chồng nào sau khi kết hôn cũng đều mong rằng mình sẽ có những đứa con. Bởi trong cuộc sống hôn nhân, đứa con chính là chất keo gắn kết tình cảm vợ chồng, giúp cả hai hạnh phúc và sống có trách nhiệm hơn. Hơn thế, việc được trở thành cha thành mẹ là một niềm vui quý giá, là một điều thiêng liêng khó có thể diễn tả hết bằng lời. Vậy nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng có được niềm hạnh phúc ấy. Rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, kết hôn đã lâu nhưng không thể có con khiến họ rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Thậm chí có những cặp đôi đã phải chia tay nhau chỉ vì vấn đề con cái làm họ quá áp lực. Và sự ra đời của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã làm thay đổi phần nhiều những điều trên. Thật quá kỳ diệu khi có một phương pháp giúp cho hàng triệu gia đình trên thế giới có được hạnh phúc trọn vẹn, đóng góp cho sự phát triển phồn thịnh của nhân loại. Vậy ai là người đã phát minh ra phương pháp này? Em bé đầu tiên trên thế giới sinh ra từ ống nghiệm là ai? Video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc này. Hãy cùng theo dõi nhé! Thụ tinh trong ống nghiệm là gì? Các bạn thân mến, trước khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ai là cha đẻ của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thì các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua một chút về phương pháp hỗ trợ sinh sản này. Thụ tinh trong ống nghiệm là biện pháp hỗ trợ sinh sản cho các cặp vợ chồng hiếm muộn bằng cách cho trứng và tinh trùng kết hợp ở ngoài cơ thể, ở đây là trong ống nghiệm. Phổi thai được tạo thành sau khi trứng và tinh trùng kết hợp thành công sẽ được chuyển lại vào buồng tử cung của người phụ nữ. Phôi sau đó làm tổ, phát triển thành thai nhi như trong các trường hợp thụ thai tự nhiên. Hiện nay, đây là phương pháp y khoa mang lại hiệu quả cao nhất của công nghệ hỗ trợ sinh sản. Ở Việt Nam, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được áp dụng để điều trị nhằm tăng khả năng có con cho các cặp đôi vô sinh hiếm muộn. Đây được xem là biện pháp cứu cánh cuối cùng dành cho các cặp đôi vợ chồng vô sinh hiếm muộn sau khi các phương pháp hỗ trợ sinh sản khác như dùng thuốc hay thụ tinh nhân tạo không thành công. Cha đẻ của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là ai? Vâng, thưa quý vị, cha đẻ của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, người được coi là vị cứu tinh của những cặp vợ chồng khao khát được làm cha mẹ, chính là ông Robert Geoffrey Edwards. Robert Geoffrey Edwards sinh ngày 27 tháng 9 năm 1925, mất ngày 10 tháng 4 năm 2013, là một bác sĩ, nhà bác học, giảng viên, công tác tại Đại học Cambridge, Anh. Ông từng tham gia phục vụ quân đội và chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau khi giải ngũ, Edwards theo học tại Đại học Edinburgh. Tốt nghiệp xong, ông làm công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Bangor, phía Bắc xứ Wales. Năm 1955, Edwards bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đề tài sự phát triển của phôi chuột. Ngay từ lúc đó, ông đã tạo ra được vài con chuột từ ống nghiệm. Khoảng năm 1960, tiến sĩ Edwards bắt đầu nghiên cứu về vấn đề vô sinh ở người và tiếp tục công trình nghiên cứu tại Đại học Cambridge. Năm 1968, ông bắt đầu cộng tác với bác sĩ Patrick Stiptoe đến từ Oldham để nghiên cứu về phương pháp thụ tinh từ ống nghiệm. Những nỗ lực cho thụ tinh trong ống nghiệm của họ đã vấp phải không ít sự phản đối lẫn thái độ thù địch từ những người chống đối. Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Năm 1968, Edwards và Stiptoe đã thành công khi tiến hành ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1978, một cô bé từ ống nghiệm đã chính thức ra đời. Đó chính là Louise Brown. Lịch sử y học thế giới đã ghi nhận Louise Joy Brown ở Oldham, Greater Manchester của Anh là em bé đầu tiên sinh ra nhờ kỹ thuật này. Năm 2010, Edwards được trao giải Nobel về sinh học và y học với công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm, được xem là mang tính cách mạng trong lĩnh vực y học sinh sản. Rất tiếc, người đồng phát minh là nhà bác học Patrick Stiptoe không được nhận giải vì đã qua đời 2 năm trước đó. Năm 2011, Edwards được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ. Số người ra đời bằng phương pháp của hai ông đã lên tới 5 triệu thời điểm ấy. Hàng năm, trên thế giới, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã mang đến cơ hội được sinh ra cho khoảng 350.000 em bé. Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Robert Edwards qua đời ở tuổi 87. Em bé đầu tiên trên thế giới sinh ra từ ống nghiệm. Như đã chia sẻ ở phần trước, em bé từ ống nghiệm đầu tiên chính là Louise Brown.
Đứa trẻ chào đời vào lúc 23 giờ 47 phút ngày 25 tháng 6 năm 1978 tại Bệnh viện Đa khoa Oldham của Anh bằng phương pháp sinh mổ với cân nặng 2,6 kg. Louis Brown là con của Leslie và John Brown. Cặp vợ chồng này đã cố gắng thụ thai trong 9 năm nhưng không thành công vì ống dẫn chứng của Leslie bị tắc nghẽn. Vì quá khao khát có con nhưng không được nên Leslie đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Cùng thời điểm ấy, nhà bác học Robert Edwards cùng đồng nghiệp là Patrick Stiptoe và Jean Purdy đang nghiên cứu kỹ thuật thụ tinh trứng ngoài tử cung IVF. Với khao khát sinh con, vào tháng 11 năm 1977, vợ chồng nhà Brown quyết định tham gia thử nghiệm. 9 tháng trôi qua, ngày 25 tháng 7 năm 1978, Leslie chuyển dạ. Truyền thông cả thế giới khi đó sôi sục. Phóng viên từ Mỹ tới Nhật Bản đổ xô đến thị trấn Oldham ở phía tây nam nước Anh để chứng kiến sự kiện mà tờ Times khi ấy gọi là ca sinh nở được chờ đợi nhất trong khoảng 2.000 năm. Không khí trong phòng sinh cực kỳ căng thẳng. Trên thực tế, bác sĩ Edward từng thụ tinh nhân tạo cho 282 phụ nữ, song chỉ 5 người mang bầu và không ai sinh nở thành công. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với gia đình Brown, em bé Louise chào đời an toàn, nặng 2,6 kg. Để chứng minh không bịa đặt tình trạng của bệnh nhân, đội ngũ y tế đã ghi hình lại quá trình Leslie mổ đẻ và cho thấy rõ hình ảnh ống dẫn chứng bị tổn thương. Vì lý do này, một số người lên án vợ chồng Leslie công khai quá mức thời khắc con gái chào đời. Đến sau này, khi đã trưởng thành, Louise lý giải rằng, cha mẹ tôi đâu còn lựa chọn khác. Nếu giấu kín, mọi người sẽ xì xào có gì đó không ổn. Các ông Edwards và Stiptoe cũng cần công khai ca sinh nở. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, IVF sẽ kết thúc. Hai nhà khoa học Edwards và Stiptoe đã nhận Louise làm con nuôi. Họ còn đề nghị vợ chồng Leslie dùng từ Joy làm tên đệm cho em bé trong ống nghiệm, bởi họ tin rằng sự ra đời của Louise mang đến niềm vui cho cả thế giới. Hiện Louise Joy Brown có cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc bên chồng con ở tuổi 44. Năm 2007, người phụ nữ này cũng sinh con bằng phương pháp mà chính cô được sinh ra. Sau Louise, có khoảng 8 triệu em bé đã ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bao gồm cả em gái cô là Natalie. Các bạn thân mến, quả thực những phát minh trong lĩnh vực khoa học đã mang đến cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều điều quý giá và thiêng liêng. Hy vọng rằng trong tương lai, phương pháp này sẽ còn giúp được nhiều gia đình hơn nữa để bất cứ ai cũng sẽ có cơ hội được làm cha, làm mẹ. Và đến đây thì nội dung của Vì Sao Thế hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!